các chủng loại về trang trí cơ bản là đủ. Để biết thêm chi tiết các bác có thể tham khảo vào trang web www.khuonhangrao.com. Muốn tham khảo giá các bác có thể vào Zalo số 034 8998 679. Để liên lạc trao đổi mẫu đặt hàng, các bác có thể gọi cho số 098 1441 808 gặp chị Quý, hoặc 0333 001190 gặp bạn Liên. Hai số này đều ép Zalo. Các bác có thể là trao đổi với hai nhân viên đó, trực tiếp phụ trách khâu bán khuôn, ship hàng, gọi trực tiếp video thăm sản phẩm để đối chiếu với sản phẩm các bác cần. Đấy. Các cái thắc mắc về khiếu nại về giá cũng như là không nhận được hàng, các bác có thể liên hệ với đồng chí Thiện số 034 8998 679. Chúng tôi liên tục đóng hàng gửi đi mọi miền Tổ quốc Bắc Nam. Lương thì có một loại 30, một loại 36, một loại 50. Ở đây là bạn Liên, nhân viên bạn Liên, bạn Nguyễn Liên. Bạn Liên là người xinh nhất công ty từ trước đến giờ. Đấy. Trong thời gian ở cứ là cái gọi gì nhỉ, ngày xưa ở công ty cũ ạ, xinh nhất công ty. Trong thời gian tương lai khi có bảo cô chữa thì bạn Liên này có thể sẽ hơi khó tính, các bác cũng thông cảm tí, vì là nó là do cái thay đổi nội tiết trong cơ thể, tâm sinh lý. Riêng cái đợt Covid này thì bạn Liên thì không hay có động tác là ôm hôn khách hàng, thì phải kiêng. Chứ ngày thường là có thể là các bác đã từng là khách quen ra đây thì bạn Liên có những động tác rất là hay. Đấy. Ôm hôn thắm thiết. Đấy, hình như ngày trước lúc ở bên Mỹ thì sao ạ? Đấy, bạn Liên xinh xắn dẻo dàng. Đấy. Quá thế nào, mắt liếc trắng đây. Trắng quá à? Hả? Liếc lại nhé. Liếc lại xem nào. Liếc lại xem nó xinh hơn. Hôm nay do là một hai nhân viên nữa bận nên là bạn Liên này phải trực tiếp xếp hàng chứ không có là khách hàng phản hồi mắng, nên là chứ mọi khi là bạn Liên là ở cái bộ phận văn phòng cơ. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại khi nào các bác có điều kiện ra thăm kho khuôn mẫu của công ty Minh Thiên, ra thăm kho bãi sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi đang có một kho sản xuất các cái mặt hàng bê tông thương phẩm từ phía các nhà thầu, các công ty xây dựng đặt cũng như của các khách hàng giao buôn. Hiện tại chúng tôi đang vận hành, tôi quay clip này thời điểm tháng 4 năm 2020. Tại thời điểm này là trên xưởng chúng tôi là đang duy trì gần 50 công nhân là vừa sản xuất khuôn cũng như là sản xuất cái mặt hàng bê tông thương phẩm để cung cấp cho thị trường. Tôi thì nguồn gốc lại không phải là cái nghề này. Ngày xưa tôi lại là dân sư phạm cơ. Cũng do cái điều kiện xa xôi bị tống đẩy đi vùng cao, tôi cũng mường tượng ra những cái cảnh sống nó vất vả quá, xa gia đình. Tôi quyết định về quê. Ban đầu thì cũng không phải là phát hiện được cái thị trường này nó tiềm năng đâu. Nhưng mà vì là tính tình cũng yêu mỹ thuật. Xét thấy khả năng mình là có thể hình dung được những cái hình học 3D
những cái phần khuôn mẫu, cộng với có một thời điểm tôi từng làm thuê ở làng gốm sứ Bát Tràng, cho nên là cái việc khuôn mẫu thì nó cũng thâm nhập vào trong cái tâm hồn. Thế và sau này thì là lập nghiệp và phát triển, sinh sống và phát triển thì tôi lại phát triển vào cái nghề này. Thế thôi thì nó cũng là cái duyên các bạn ạ. Chả có duyên với cái nghề nhà giáo, với nghề công chức nhà nước thì chuyển sang nghề hoa văn, nghề bê tông. Đấy. Rất là mong được cái sự chú ý quan tâm và hợp tác của các bác trên mọi miền Tổ quốc. Quá trình suốt quá trình cung cấp phục vụ, có vấn đề gì quý khách mà không làm quý khách không vui, không thoải mái thì trước hết là công ty cũng xin là có lời với các bác trên mọi miền là cũng do cái điều kiện chúng ta ở xa, ngôn ngữ thì bất đồng nhau, vùng miền đấy, chỗ thì bán đắt, chỗ thì bán rẻ, nhiều khi bận bịu thì có khi nhân viên lại không trả lời kịp khách hàng hoặc là không gửi phản hồi sớm. Thế có gì cũng mong quý vị và các bạn hết sức là thông cảm và chia sẻ với nghề. Thôi cảm ơn cả nhà.